Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Hyundai Accent 2015. Dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty Dowon của Hàn Quốc, mã sản phẩm của nó là 97011R900, và thêm một mã phụ nữa là B30013-41111. Với cái dòng sản phẩm này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm nhé, về chất lượng cũng như thời gian sử dụng này. Về cấu tạo của lốc được lắp ghép với nhau qua 4 phần, tức là 3 phần thân và 1 phần đầu. Dòng lốc này thì sẽ được điều khiển bằng van điện đây anh em nhé. Đây là dòng lốc được điều khiển bằng van điện này. Đóng mở và điều khiển hoạt động của lốc là do cái này, do cái van. Đây là hai mặt bích để chúng ta bắt đầu co cút vào trong hệ thống. Lốc thì là dạng lốc chân xuyên, 4 chân. Đây ạ, 4 chân bắt vào lốc máy, 2 chân trên, 2 chân dưới. Và đây chính là cái ốc để xả bọ và thêm dầu này. Còn phần phía dưới của lốc chính là cái cục van áp suất, đây chúng ta còn gọi là van để bảo vệ. Đây anh em nhìn này, tất cả cái hàng theo hàng xịn ấy, thì nó sẽ y chang như cái lốc của trên xe luôn. Đó. Đấy. Đây, anh em nhìn thấy không ạ? Đây này, đây là người ta còn nói là áp suất cao tương đương với 3.53 đó, và áp suất thấp thì 1.67. Đây anh em nhìn nhé, tổng quan của chiếc lốc này đó. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.